chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với những thông tin tài chính trong nước và thế giới vừa được chúng tôi cập nhật trong bản tin tài chính sáng nay của báo Thanh hóa điện tử. Sáng nay 23 tháng 6, giá vàng miếng SJC dao động ở mức 76 980 000 đồng một lượng, ghi nhận chuỗi 13 ngày không đổi. Sáng sáng 23 tháng 6, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 7 đồng, hiện ở mức 24.256 đồng. Giá vàng trong nước hôm nay Giá vàng miếng SGC do 4 ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục giữ nguyên mức giá 76 triệu 980 000 đồng một lượng bán ra. Như vậy, trong hai tuần qua, giá vàng miếng SJC được giữ nguyên ở mức 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Với chính sách bán vàng trực tiếp cho người dân, thông qua các ngân hàng thương mại, cùng với nhiều biện pháp kiểm soát thị trường, giá vàng miếng SJC dự báo sẽ không có nhiều biến động trong thời gian tới. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng được công ty trách nhiệm hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 74.980.000 đồng một lượng mua vào và 76.980.000 đồng một lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu DOJI tại khu vực Hà Nội đang mua vào mức 75.300.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 76.980.000 đồng một lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng miếng thương hiệu PNJ đang neo ở mức 74.980.000 đồng một lượng và 76.980.000 đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SCC đang lần lượt là 75.500.000 đồng một lượng và 76.980.000 đồng một lượng. Tại cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước với 22 tổ chức tín dụng và 16 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, Cơ quan này khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để ổn định thị trường vàng. Sau 3 tuần bán vàng theo hình thức mới qua 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và công ty SGC, hiện giá vàng SGC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng một lượng, đã thu hẹp đáng kể so với mức gần 20 triệu đồng thời gian trước. Rõ ràng là các biện pháp can thiệp quyết liệt của ngân hàng nhà nước đã bước đầu có hiệu quả, thu hẹp được tranh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp cũng thừa nhận nếu ngân hàng nhà nước không can thiệp thị trường vàng để giá tranh cao sẽ tác động tiêu cực như buôn lậu trốn thuế mất cân đối cắn cân thanh toán ảnh hưởng đến điều hành tỷ giá và vĩ mô trước các ý kiến cho rằng diễn biến thị trường thời gian qua có dấu hiệu của việc thuê xếp hàng thao túng thị trường các đơn vị tham gia bán vàng miếng sgc đều khẳng định sẽ tiếp tục cải tiến quy trình công nghệ để tạo sự thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vàng thực loại bỏ việc đầu cơ tuy nhiên cũng cần truyền thông để người dân nhận thức rõ tránh hiệu ứng tâm lý khi mua vàng thống đốc ngân hàng nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực công cụ để thực hiện các giải pháp phù hợp trước mắt và lâu dài để thị trường vàng phát triển ổn định theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước. Giá vàng thế giới hôm nay, thị trường vàng vừa trải qua một tuần tương đối sôi động khi giá biến động tăng giảm liên tục do tác động bởi các dữ liệu kinh tế. Vàng giao ngay bắt đầu tuần giao dịch ở mức 2.332,6 USD trên một ao, nhưng đã chuột xuống mức thấp nhất trong ngày là 2.311,5 USD trên một ao. Thị trường duy trì tương đối ổn định cho đến thứ năm khi giá tăng đột biến lên mức 2.364 USD trên một trước khi lao dốc thẳng đứng trong phiên giao dịch cuối tuần về gần 2.300 USD trên một ao. Kết quả khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành vẫn thận trọng về hướng đi trong ngắn hạn của vàng trong khi các nhà đầu tư bán lẻ duy trì sự lạc quan với kim loại quý này. Với 55%, số nhà đầu tư tham gia khảo sát dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.320 USD trên một ao, tương đương gần 71,2 triệu đồng trên một lượng, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 5.780.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới tăng mạnh 40,2 USD so kết phiên trước đó xuống mức 2.320,79 USD trên một ao. Tuần này, vàng giao ngay bắt đầu giao dịch ở mức 2.333,64 USD trên một ao và sau đó thiết lập mức thấp nhất hàng tuần là 2.307,38 USD vào sáng sớm thứ ba. Đến thứ tư, kim loại quý đi ngang ổn định, dao động cho phạm vi khoảng 20 USD. Sự trở lại của nhà đầu tư với những hành động săn giá hơi đã giúp vàng tăng lên mức cao hàng tuần là 2.367,70 USD. Sau đó, thị trường chứng kiến diễn biến kịch tính khi giá vàng lại sụt giảm nhanh chóng vào sáng thứ Sáu. Vàng giao ngay trượt từ 2.363,71 USD xuống còn 2.317,70 USD, khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư không khỏi băn khoăn. Hiện giá vàng thế giới vẫn giữ mức hỗ trợ tâm lý 2.300 USD trên một ao. Dù lạc quan về kim loại quý này trong dài hạn, nhưng các chuyên gia phân tích hàng hóa cho rằng các nhà đầu tư không nên kỳ vọng sẽ sớm chứng kiến một đợt tăng giá đột phá của kim loại quý này trong mùa hè này. Các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động cao hơn trên thị trường vàng trong thời gian tới. Thông thường thanh khoản sẽ thấp hơn vào mùa hè và điều đó có thể tạo ra rủi ro cao hơn. Ngoài ra, việc giới đầu tư chưa biết chắc động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng có khả năng tạo ra biến động trên thị trường vàng đang phản ứng với mọi thông tin trên thị trường vì không ai biết rõ Fed sẽ làm gì. Mỗi dữ liệu nằm ngoài kỳ vọng đều đủ để thay đổi kỳ vọng lãi suất, đẩy giá vàng lên hoặc xuống. Mặc dù vàng đang dậm chân tại chỗ, điều quan trọng là vàng đã thiết lập được mức sàn vững chắc quanh mức 2.280 USD trên một ao. Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed sẽ tiến hành nới lỏng chính sách vào tháng 9 để hỗ trợ nền kinh tế, ngay cả khi áp lực lạm phát vẫn ở mức cao theo các chuyên gia những phát biểu của quan chức fed gần đây cho thấy ngân hàng trung ương mỹ đang chuyển sự lo lắng từ lạm phát sang thị trường lao động tuần tới thị trường dự báo sẽ không có biến động lớn khi thiếu vắng các dữ liệu quan trọng thông tin quan trọng nhất được giới đầu tư chờ đợi là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân thước đo lạm phát ưa thích của fed sẽ được công bố vào sáng thứ Sáu. Một số nhà phân tích cho rằng dữ liệu lạm phát yếu có thể củng cố khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Điều này sẽ hỗ trợ giá vàng. Trong khi thị trường thế giới biến động liên tục, thị trường vàng trong nước bất động trong tuần qua. Điều này hiếm trong lịch sử thị trường vàng Việt Nam. Bởi từ trước đến nay, giá vàng trong nước thường có xu hướng tăng giảm theo biến động trên thị trường vàng thế giới. Tỷ giá USD sáng nay, trên thị trường trong nước, bước vào phiên giao dịch ngày 23 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 7 đồng, hiện ở mức 24.254 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào và bán ra giữ nguyên hiện ở mức 23.400 đồng đến 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank mua vào 25.218 đồng, bán ra 25.468 đồng. Việt Tin Banh mua vào 25.251 đồng, bán ra 25.468 đồng. BIDV mua vào 25.251 đồng, bán ra 25.468 đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tài chính sáng nay của Báo Thanh Hóa Điện Tử. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.